vậy? Ô hay vậy, win rồi. Giỏi luôn. Đừng nói nan rồng đam luôn nha. Ông nó cũng bị áp cao rồi. Xanh quá.
Chết đi. Đưa hai bùa. Chín bùa thôi. Dạ anh nè, tiếp vào đây. Ấy địch mẹ nó. À, không ăn ulti thằng rừng nó là tôi giết chết mẹ nó rồi. Làm một cục mana đi, tốn mana quá. Không ăn ulti của thằng rừng nữa là tôi giết nó luôn rồi đó. Chó. Hết mana, đủ mana quy là giết rồi. Thứ feed này là một cào. Cao của tôi 5 xị đấy. Giờ không cướp thằng rừng nữa. Nó nhờn.
Nó chạy nhanh. Mới về một. Mẹ thằng liền kia nó vẫn còn dí à. Đứng chặt bố mày nóng nha. Bố láo. Bị ao 2 level rồi mà thằng rừng này vẫn lì nhỉ.
Quẩy 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 quẩy. Tí chết. Ghê. Chị ác thế, tha với bạn đi. Chứ đéo chị ác vờ lờ. Yo, qua càng quét thôi. Quá dữ, quá dữ. Má cào cái gần ngàn. Cái đam của Huy không thôi nha, chưa tính thưởng. Cào thưởng đét coi như móc, 3k6. Cào cái ngàn mấy. Game nữa, tiếp.